Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ trải nghiệm của mình về một sản phẩm của DJI, đó là DJI Osmo Action 3 và một số cái mẹo tip trong quá trình sử dụng để khắc phục những cái lỗi tồn tại mà sản phẩm chưa mang đến được cái trải nghiệm tốt cho người dùng. Với cá nhân của mình thì thực tế trong quá trình sử dụng mình đã có những cảm giác mà thất vọng đối với sản phẩm khi mà quay test thử nghiệm, đặc biệt là quay trong môi trường tối thì sản phẩm đưa được cái chất lượng hình ảnh thực sự là không như kỳ vọng. Tuy nhiên qua quá trình sử dụng thì mình nhận ra rằng là có lẽ là firmware của Action 3 cũng chưa hoàn thiện và có một số vấn đề về mặt điều khiển là mình cũng chưa nắm vững. Sau khi thử nghiệm các tính năng và tinh chỉnh thì cơ bản là mình cảm thấy là Action 3 có thể chấp nhận được trong việc trải nghiệm và đi du lịch. Sau đây mình xin chia sẻ những cái tip mà mình qua quá trình sử dụng mà mình nhận thấy cần phải quan tâm trong cái quá trình sử dụng Action 3. Thứ nhất là đối với DJI Action 3, với quay trong môi trường ánh sáng ban ngày và với chế độ tự động thì về cơ bản là sản phẩm đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên đối với Action 3 khi mà quay tối thì đối với nhiều bạn và đối với mình khi mà sử dụng thì thấy rằng là Action 3 nếu không biết sử dụng thì cứ để chế độ auto để quay. Tuy nhiên mà việc sử dụng chế độ auto khi cài đặt thì có lẽ là có một số cái nhầm lẫn cũng như là cái sự chưa chú ý thì dẫn đến là cái ISO của Action 3 trong chế độ tự động cũng chưa kiểm soát được đúng theo môi trường, dẫn đến là cái chất lượng quay nó có vấn đề, đặc biệt là video nhiều khi bị noise nhiễu. Với sản phẩm Action 3 khi mà update cái firmware mới nhất hiện tại thì cái chế độ mà mặc định trong cái cài đặt của Action 3, đặc biệt là chế độ Pro thì cái đo sáng tự động của Action 3 để chế độ auto mặc định là nó rơi vào khoảng mình không nhầm là rơi khoảng phơi sáng là từ 100 đến 12.000. Và khi mà quay chế độ quay tối thì cái chế độ phơi sáng ISO có thể đẩy lên tới 12.800. Thì thực sự là nó chỉ hiệu quả trong cái điều kiện ánh sáng cực kỳ tối. Còn trong cái điều kiện ánh sáng mà khi các bạn quay ở ngoài đường, ngoài phố với cái cường độ ánh sáng dưới đèn đường, đèn phố thì thực sự là chất lượng hình ảnh nó cũng không không theo đúng cái mong muốn. Hình ảnh có thể bị chói, bị lòa, vân vân. Cho nên trong quá trình sử dụng thì sau khi mà mình kiểm tra các cái thông số thì mình nhận thấy là khi mà sử dụng trong môi trường tối, việc sử dụng chế độ auto thực sự là không hiệu quả, mà cần cần phải chuyển sang chế độ chỉnh tay. Thì khi chuyển sang chế độ chỉnh tay thì các bạn lưu ý là trong chế độ chỉnh tay thì nó sẽ có hai phần, một là phần EV và hai là phần auto. Thì trước hết là cái EV thì để tránh cái chế độ ánh sáng nhấp nháy thì bạn cần phải thử nghiệm chuyển cái EV
qua các cái mức thông số khác nhau, từ thấp nhất là 1 phần 60 và cao nhất là 1 phần 5.000, 1 phần 8.000, thì các bạn sẽ hướng camera về cái chỗ mà ánh sáng và bạn điều chỉnh cho cái thông số EV nó về trong cái khoảng mà khi mà ánh sáng đèn mà chiếu vào vào ống kính nó không bị nhấp nháy. Thì với cái cảm nhận của mình và sau khi mà nghiên cứu ở trên mạng thì mình thấy là EV nó sẽ rơi vào trong khoảng 1/80 đến 1/120 là đẹp nhất. Và với máy của mình thì khi chỉnh về EV là 1/100 thì khi ánh sáng nó lọt vào thấu kính nó không bị chế độ nhấp nháy. Thế còn về phần ISO, đối với mình thì ISO thì mình thấy nó có ba cái ngưỡng là nó phù hợp. Đó là ISO ở trong cái ngưỡng từ 3.200 đến 12.800. Thì với ánh sáng mà yếu, mình chia ra 3 mức là rất yếu, yếu và hơi yếu. Thì khi với ánh sáng rất yếu thì nên để chế độ ISO là 12.800. Còn nếu như mà để gọi là mức trung bình để có thể sử dụng trong mọi điều kiện thì để ISO ở mức 6.400. Còn nếu như để mà nhìn rõ các cái chủ thể ở trên đường, nhất là trong cái điều kiện đèn đường, thì nên để chế độ ISO 3.200, mặc dù là khi mà clip đưa ra nó có thể là hơi tối một chút, thế nhưng mà các cái chủ thể trên đường nhìn nó sẽ rất rõ, ví dụ như biển số chẳng hạn, hay là những cái biển chữ, thì khi để chế độ ISO 3.200 thì nó sẽ nhìn sẽ rõ hơn và nó không bị nhòe. Tí nữa mình sẽ có những cái clip mô tả cụ thể. Thì đấy là cái câu chuyện thứ nhất về cái chế độ quay tối của DJI Action 3. Cái câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện mà chế độ auto. Thế thì cái chế độ auto khi mà để mặc định của cái firmware mới nhất lần hiện nay của DJI Action 3 thì nó sẽ để chế độ auto trong khoảng từ 100 đến 12.800. Thế nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình thì thực sự là cái việc mà để quay ở trong môi trường ánh sáng thì đối với DJI Action 3 thì không vấn đề gì. Tuy nhiên nếu như trong môi trường tối thì DJI Action 3 ở cái firmware hiện tại là thực sự chưa hiệu quả. Cái chế độ tự động chưa đạt được cái mong muốn, dẫn đến là cái việc nếu như quay ở chế độ tự động thì nhất là trong môi trường tối thì đưa ra cái video clip nó không đạt được yêu cầu. Do đó thì nếu như mà để mà quay chế độ tự động thì theo mình thì cũng như mình vừa mới mô tả trong cái chế độ chỉnh tay thì các bạn nên để cái ISO nó rơi vào khoảng về tự động, nhưng mà trong tự động từ khoảng 100 đến 6.400, thì cái hiệu quả khi mà quay tự động nó sẽ đạt cái gọi là yêu cầu mức trung bình có thể chấp nhận được. Thế còn nếu như mà để mà nhìn rõ nét thì cũng như mình vừa nói là cái thể có thể ISO mình có thể chuyển về 100 3.200 để nhìn rõ các cái chủ thể. Thì khi đó mình quay tự động thì cái chất lượng của video clip nó sẽ tốt hơn. Lưu ý là cái việc quay tự động này thì mình sẽ phải để ở cái chế độ Pro. Thế còn nếu như mà mình để ở cái chế độ bình thường thì bình thường như thế này thì các cái
cái thông số quay thì nó sẽ rất là kém, đặc biệt là với chế độ auto khi mà quay buổi tối. Thế do đó thì như với mình, sau khi mình test và mình đánh giá thì quay buổi tối mình sẽ để sang chế độ pro. Phơi sáng thì đấy mình sẽ để ở cái chỗ độ cửa chập là 1/100 và ISO ở mức 100, 3200 hoặc là 100 đến 6400. Thế còn không để cái chế độ mặc định của nó là ISO là 100, 12800. Bởi vì là cái 12800 này thực sự khi mà chỉ quay trong ngõ ngách mà yếu ánh sáng thôi. Tức là ánh sáng xung quanh nó yếu, chỉ có thể là một hai ngọn đèn đường thì có thể để chế độ 100, 12800 thì chấp nhận được. Thế nhưng mà khi quay ở điều kiện tối mà đèn đường xung quanh và các cái chủ thể như là ánh sáng từ các cái nhà xung quanh đưa ra thì nên để ở cái chế độ 100, 3200 hoặc 100, 6400, tùy theo cái mức mà các bạn có thể chấp nhận được. Nhưng mà theo mình thì mình để ở chế độ 100, 6400 thì nó chủ thể các cái video nó sẽ ở một mức chấp nhận được. Thế còn các bạn muốn nâng cao thì có thể để color ở chế độ DC C-Line. Thế như mình thì mình không cần thiết. Hoặc là chế độ Imagine tăng cường thì bạn có thể để đẩy nó lên. Nói thêm là cái chế độ ảnh chất lượng cao này thì nếu như mà để video chế độ 4K thì sẽ không tinh chỉnh được. Thì nếu mà mình muốn sử dụng chế độ ảnh chất lượng cao thì mình phải đẩy video về cái độ phân giải thấp hơn. Ví dụ như là 1080 thì mình sẽ chỉnh được cái chế độ ảnh ảnh chất lượng cao. Thì khi mà quay ở 1080 thì mình nên để chế độ ảnh nó đẩy lên chất lượng cao. Thì chất lượng video nó sẽ mịn hơn, nó tránh được cái noise nhiễu. Thế còn ngoài ra các cái chế độ khác, ví dụ như là đây, chế độ này thì mình vẫn để tự động này. Nói chung là các chế độ khác thì nó không liên quan nhiều lắm, nó chỉ liên quan đến cái góc ảnh vân vân thôi. Thì mình thực sự mình cũng không quan tâm nhiều cái vấn đề này, tức là tùy theo cái độ bảo ống kính các bạn muốn tiêu cự nó xa gần thì các bạn có thể điều chỉnh. Thế nhưng mà quan nhận trọng nhất là đối với cái bản mà FreeWave hiện tại thì đối với quay tối thì thực sự là nhiều người cũng cảm thấy là nó hơi thất vọng, thì nên chỉnh về chế độ chỉnh tay như mình đã vừa mới chia sẻ. Thế còn cụ thể thì mời các bạn xem cụ thể và cái video mà test mà mình sẽ đưa ra sau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu cảm thấy là nó hay thì xin các bạn một like chia sẻ. Xin cảm ơn. Test một vòng.
10.000 đồng và một số phụ kiện điện thoại khác. Sửa chữa điện thoại các loại máy lấy ngay. Chế độ bảo hành cao và một số phụ kiện điện thoại khác. Sửa chữa điện thoại các loại máy lấy ngay. Chế độ bảo hành cao. Cam kết giá rẻ nhất thị trường. Mua phụ kiện số giảm giá kinh tốc. Tính từ lượng các loại giá 10.000 đồng. Mua một hình các loại 10.000 đồng. 10.000 đồng. Và một số phụ kiện điện thoại khác. Chế độ màu 6.400. Trong môi trường tối.
Vâng, xe mới. Vừa rồi là chia sẻ của mình về những cái kinh nghiệm của mình rút ra khi sử dụng DJI Action 3. Nếu các bạn thấy hay thì xin các bạn một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để mình có tiếp tục có động lực có những chia sẻ cho các bạn với những trải nghiệm khi sử dụng. Cảm ơn các bạn.